chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Sơn Đình Audio. Video buổi trưa ngày hôm nay là ngày 13 tháng 3 thì Sơn Đình lại tiếp tục giới thiệu đến toàn thể quý vị với những cái sản phẩm loa âm ly bãi. Toàn bộ đều là những mặt hàng gọi là độc dị lạ cũng như cái chất âm rất là tuyệt vời, rất là hay để các bác có thể là mua sắm cũng như phối ghép các thiết bị âm thanh của nhà mình. Thì trong video này Sơn Đình sẽ giới thiệu cho các bác một cặp loa Boxell của hãng Sony. Chất âm thì chẳng khác gì với những dòng loa high-end cao cấp cả, tiếng cực kỳ là hay mà giá thành rất là rẻ. Đặc biệt là cặp loa này thì nó khá là độc và rất hiếm trên thị trường. Hôm nay thì cặp này là cặp Sony G22, đàn em của cặp G33 mà hôm trước Sơn Đình có bán. Hàng này là hàng sưu tầm các bác nhé. Một chiếc loa center của Canada cực kỳ là gấu. Sơn Đình còn tháo cả củ ra cũng như phần tần này, các bác có thể nhìn thấy rõ này. Loa center mà nó làm nhiều những cái cặp loa đắt tiền thì chắc là nhìn cái phần tần thì sẽ sợ luôn đấy. Và hai chiếc âm ly hàng bãi, một chiếc là Sunsui 507R hàng bãi Nhật và một chiếc Yamaha 492, hàng này là hàng châu Âu, điện 220V rất là tiện dùng. Thế nay Sơn Đình có 5 sản phẩm và bây giờ thì chính xác là có 4 sản phẩm, xin lỗi quý vị. Bây giờ thì Sơn Đình sẽ đi chi tiết quay cận cảnh cũng như báo giá cho các bác những sản phẩm ngày hôm nay. Cũng mong các bác khi xem video và muốn mua sản phẩm nào thì các bác để ý kỹ, Sơn Đình có tả chi tiết cũng như báo giá công khai trong video luôn. Cảm ơn các bác. Bây giờ thì Sơn Đình sẽ đi chi tiết. Đầu tiên thì sẽ quay về cặp loa. Thật ra Sơn Đình thì rất thích test về những cái bản nhạc mà nó uy lực một chút để xem thử về những cái dòng loa Boxell này nó có độ chịu tải như thế nào. Thì vừa rồi Sơn Đình có test một cái đoạn nhạc rất là bốc lửa, các bác có thể là đeo tai phone để cảm nhận cái độ chi tiết trên cái cặp loa mà nó thể hiện. Cái tiếng bass đánh cực kỳ là sâu luôn. Thì hôm trước Sơn Đình bán một cặp là G33, còn hôm nay là đàn em của nó thì là G22. Cấu hình của loa thì nó thiết kế là bass 18 gân mút màng giấy, một tép đôm. Đấy. Hình thức của loa thì nó không quá cao to. Chiều cao của loa thì nó chỉ có chiều cao khoảng 35, chiều ngang 22 và chiều sâu là 22. Cái chất gỗ xi đề can của nó màu nó rất là dị dạng. Cái này thì không phải mình dán mới đâu nhá, tại vì là nếu mà dán mới thì nó không còn cái chữ của hãng Sony này. Đấy, SSG22. Đấy. Rất là gọn gàng tinh tế. Cặp này thì các bác chơi phòng 25 đến 30 mét vuông, đảm bảo với các bác là chất âm cực kỳ là tuyệt vời. Trở kháng của nó là 6 ohm. Đấy, công suất của nó là 150W một loa. Made in Japan, số series của nó là 279. Dòng này thì nó thiết kế là series liền kề. Chiếc bên kia là 280. Loa thì rất là đẹp. Căng cước đầy đủ luôn. Đấy, khi đậy cái căng vào thì nó sẽ giống như này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy rõ luôn. Căng không có rách nát chỗ nào cả. Đây là chiếc loa còn lại. Tổng quan loa thì khá là đẹp, nhưng tất nhiên thì nó vẫn là cũ theo năm tháng cũng như thời gian. Vì tất cả những cái đồ này đều là đồ cũ rồi chứ không phải đồ mới tinh. Căng cước đẹp tuyệt vời luôn, tem đầy đủ. Cặp Sony G22 này thì cỡ Sơn Đình đang bán mức giá là 3.800.000 đồng. Nói thực với các bác là ở những cái dòng loa Boxell thì đây là những cái dòng loa mà rất là đáng chơi. Với cái thương hiệu của Sony thì tất nhiên nó không thể nổi bằng Pioneer hoặc là Đà Long như ở thị trường Việt Nam mình. Nhưng ngược lại thì Sơn Đình dám khẳng định với các bác là ở những cái cửa tiền này thì cặp loa này sẽ cho chất âm là đẳng cấp mà rất là nhiều những cặp loa Boxell đắt tiền hơn chưa chắc đã so sánh được với nó. Góc cạnh loa khá là đẹp. Series bên này là 280. G22. Cặp này có mức giá là 3.800.000 đồng, duy nhất chỉ có một cặp mang giá trị sưu tầm rất là cao. Tiếp theo thì Sơn Đình sẽ quay cho các bác đến chiếc loa center. Cặp này là dòng center Minfa của Canada. Đây là cái căn của nó thì nó thiết kế theo đúng cái hình nó chụp vát này. Đấy. Căn rất là đẹp luôn nhé. Nó phải tách rời được hai cái miếng căn ra. Minfa. Cặp này thì chiếc center này nó rất là khủng. Thiết kế của nó là 2 bass 15. Gân của nó là gân cao su mềm màng carbon. Đấy. Một chung, một tép đôm ở phía bên trên, nó rất là dị dạng, hai lỗ thông hơi. Center này là dòng center to, size của nó là size 45 47, size 45 đấy, size nó rất là khủng luôn. Size nó rất là to mà các bác có thể thấy là Sơn Đình đã tháo một cái củ loa ra này.
Đây là cái củ loa center này. Củ nó rất là to luôn, 500 kép 2 tầng, củ chống từ, củ bọc chống từ này. Đấy. Loa thì cam kết các bác là còn nguyên zin. Gân của nó là gân cao su màng carbon, 2 bát 10 năm, một chung, một tép. Đây là hệ thống phân tần. Hôm nay Sơn Đình muốn quảng cáo cho các bác vì những cái dòng loa center xịn thì nó phải khủng như này. Đấy, hệ thống phân tần của nó rất là gấu luôn. Có cái phần cọc loa ở phía đằng sau này. Đây là cái thông số của cái loa center. Center thì thường thì nó sẽ là đi theo những cái bộ 5.1. Còn với những cái dòng này thì nó là dòng khủng, và sản xuất của nó thì nó sản xuất tại Canada luôn, Made in Canada. Đấy. Center Omi CCC1. Đấy là cái số series của nó. Và những dòng center này thì nó đều có trở kháng từ 8 ohm. Cặp này cửa hàng Xuân Đình đang bán với mức giá là 4.500.000 đồng, duy nhất chỉ có một chiếc. Hàng cực kỳ là gấu, loa nó rất là nặng, là tầm nó gần 1 kg luôn. Đấy. Đấy là chiếc loa center Minfa của Canada. Hàng này là hàng rất là hiếm, duy nhất chỉ có một chiếc, có mức giá là 4.500.000 đồng. Cái này thì thực ra phải dành cho các bác là những người biết chơi. Còn nếu mà nhiều các bác mà hay sử dụng nghe loa bình thường thì các bác nghĩ là nó sẽ đắt, nhưng thực chất ra nó không phải, vì các bác nhìn cái cấu hình của loa cũng như hệ thống phân tần này, các bác có thể đánh giá được cái loa nó có đẳng cấp hay không rồi. Củ loa thì to vật vã này. Đấy, phân tần thì gấu, một chung một tép đô, loa rất là dị dạng. Mức giá là 4.500.000 đồng cho cặp cho một chiếc loa center Minfa đến từ Canada. Tiếp theo thì Xuân Đình sẽ quay cho các bác về hai chiếc âm ly. Thì hai chiếc âm ly này, hai chiếc âm ly rất là vừa túi tiền cho các bác và chơi tốt những cặp loa Nhật Bass 2530. Chiếc âm ly bên trên là dòng Sunsui 507R. Dòng này thì nó là mặt của nó mặt phay màu đen rất là đẹp. Có chỉnh bass check này, trở kháng nó từ 4 ohm, có đánh cầu loa AB và A cộng B. Chỉnh bass check volume, ba lăng. Có hai phần download. Tức là các bác nào mà muốn nhiều bass thì sẽ sang download 2. Đấy, 2 tầng. Và các bác nào thích nhiều trống thì sang bass boss bên này cũng được. Đấy. Surround direct thì các bác để ập thì bass check này mới có tác dụng. Còn nếu để on thì bass check sẽ không tác dụng nữa. Còn bên này là các đường vào chính như đường CD, đường tuner, tab 1, tab 2, rất là nhiều cổng vào. Đấy, phono dành cho đi than, còn đường rack out này thì không quan trọng này. Chiếc âm ly này thì có công suất là 140W, trở kháng từ 4 ohm, đánh rất nhiều loại loa, kể cả là những dòng loa Nhật Bass 30. Tiếng cực kỳ là hay, chiếc âm ly này rất là khỏe, cửa tiền của nó chỉ có hơn 3 triệu. 507R này thì Xuân Đình đang bán mức giá là 3.200.000 đồng. Duy nhất chỉ có một chiếc thôi. Đấy, 3.200.000. Máy móc thì đẹp xuất sắc rồi. Đã test hiện tại thì chất âm rất là hay, hình thức nội thất bên trong đẹp keng sà beng. Còn ở phía bên dưới ngày hôm nay cũng là chiếc âm ly cuối cùng mà Xuân Đình giới thiệu cho các bác, đó là dòng Yamaha AX492. Đây là hàng xuất cho thị trường của châu Âu. Chạy điện 220V. Chính xác nhất là hàng được sản xuất tại Malaysia và xuất cho thị trường của Đức. Đây là có một cái cửa ben này. Đấy. Chiếc âm ly thiết kế rất là sang trọng, mặt của nó mặt phay nhôm màu lông chuột. Size của nó cũng là size 43 cùng với chiếc âm ly Sunsui bên trên. Có một cái cửa ben. Khi các bác bấm series direct đèn nó sáng thì bass check nó sẽ không có tác dụng nữa này. Đấy. Còn dưới này có chỉnh bass check ba lăng, có download, đường rack out này không quan trọng, và quan trọng là đường input này. Input này là đường vào, thì các bác sử dụng cổng nào thì bác xoay cổng đấy thôi. Rất là nhiều đường vào, riêng phono là dành cho đĩa than. Đấy. Đây đường direct power only là đánh công suất riêng này. Còn đường puse direct đây thì là đánh mọc này, không chỉnh âm sắc này. Ngoài cùng là núm volume này. Đấy. Dưới này là cầu loa A, cầu loa B. Hình thức thì rất là đẹp. Công suất của nó là 210W, rất là khủng. Ở trước bên này thì Xuân Đình cũng bán mức giá là 3.200.000 đồng. Sướng nhất đó là điện 220V. Và đây là phía đằng sau của những chiếc âm ly, kể cả là chiếc loa center, Xuân Đình quay cho bác luôn. Đấy, loa center Minfa. Oni CC1 Magen Canada. Oni Sunsui 607X, số series của nó là 141. Công suất 140W, cầu loa AB. Máy móc đẹp keng từ những cái phần chân rắc rất là mới luôn. Còn dưới cùng là âm ly Yamaha
AX492, dòng này nó khá là hiếm, được cái là tiện nhất là sử dụng điện 220 đến 230. Đấy, sản xuất tại Malaysia, tất cả chân giắc cầu loa rất là mới, có hai cái đường chuyển mạch này, một là gạt lên trên thì nó sẽ cắm được trở kháng từ 4 ohm và gạt xuống dưới thì trở kháng từ 6 ohm, thì các bác gạt lên trên cũng như Xuân Đình đang để sẵn thì sẽ đánh giải nó rộng hơn từ 4 ohm, rất là tiện. Máy móc thì đều rất là đẹp, mức giá thì 3,2 triệu. Và như vậy là trong video buổi trưa ngày 13 tháng 2 thì Xuân Đình đã giới thiệu 13 tháng 3 thì Xuân Đình đã giới thiệu cho các bác là những cái sản phẩm rất là độc dị lạ, vừa túi tiền, chất âm cực kỳ là hay. Mọi thông tin chi tiết số điện thoại liên hệ 0395727582 và địa chỉ mua hàng ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội. Những sản phẩm này Xuân Đình đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn các bác, xin kính chào và hẹn gặp lại.